Alo anh em thứ hai nha. DC 70 lút 28. Lấy cái dần dính ra. Em về Khánh Hòa, khách này khách quen nha anh em. Khách này trước đây có mua em một con máy gặt. Giờ vô mùa anh mua thêm con máy cắt nữa. Lốt 2018 nha anh em, máy Thái. Ba cục nha, động cơ bơm số zin. Giao về Khánh Hòa cho khách. Diên Khánh Khánh Hòa. Còn 518 nó cũng chuẩn bị giao luôn nha anh em. 518 thì về Phú Yên. Hôm nay em ra được 5 chiếc nha. Đây, lấy chìa khóa xuống kìa, lấy chìa khóa xuống. Cái chìa khóa gì kìa, lấy xuống. Lên đi. Lên đi Thảo. Dằn đít kìa. Kêu lên dằn đít phụ. Có dằn đít được. Ba người được rồi. Cái máy gặt này với cái máy cày xúc lật nãy là đi chung xe nha anh em. Lốt 2018 ba cục. Em bán đầy đủ hết nha anh em, máy cày máy gặt cũng gom gì có hàng hết. Anh em có nhu cầu mua thì cứ ủng hộ liên hệ em nha. Con này thì em bán cho khách quen nha anh em, về Khánh Hòa. Khách này cách đây 3 tháng có mua một con máy gặt, con máy cày 5018. Tháo cấp hông ra luôn, tháo cấp hông bệt ra luôn. Tháo đít gơm ra luôn đi ngoài đi, chạy bể của người ta hết à. Về Diên Khánh Khánh Hòa nha anh em. Nay được lọc lá ngày 19 cũng được 4-5 chiếc nha. Một chiếc máy cày về Phú Yên nữa, 518. Một chiếc 60 về Long An nữa. Chút nữa giao luôn. Anh em có ủng hộ em thì có liên hệ trực tiếp cửa hàng nha. Máy cày máy gặt cũng gom gì em bán đầy đủ hết. 033 331 689 nha anh em. Rồi chào anh em nha. Anh cần giá chi tiết em nào thì cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng em nha. Nhiều khi lu bu quá em không có trả lời bình luận hết, anh em thông cảm nha. Rồi chào anh em nha, cần gì cứ gọi em.